Xin chào tất cả các bạn đang chơi beta nha. Thì hôm nay mình ra kiểm tra có một cái bài cá nó bị nấm. Cái bài này hôm qua mình có ở bên cái hồ kia mình bỏ qua đây. Tại vì cái hồ kia mình thấy nó rộng nên mình bỏ một cái bài khác ra và mình đưa cái bài cá Nemo bên kia qua bên này. Và nó bị nấm. Trước đó 2 ngày thì nó có mưa. Mình thử để ở ngoài mưa mình nuôi thử. Và nắng lâu rồi mình để mưa để mình coi thử là con cá nuôi ở ngoài trời mưa nó có bị gì không. Đây để mình quay cho các bạn xem cái bài cá nó nấm và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chữa nấm trong vòng một ống nhà luôn nha, nhanh lắm, chỉ cần tắm muối thôi qua ngày mai là nó sẽ khỏe. Đây đây là cái bài cá của mình đây. Cá mà Nemo đó, nếu như các bạn để ý kỹ là các bạn sẽ thấy nó có nấm. Nhiều lúc mình quay như thế này á, các bạn không có thấy được. Thì hôm nay mình phải bắt nó ra để mình chữa nấm. Này, mình có chai, chai nó nửa hồ cho mấy. Bên này cũng vậy, mình chai nửa hồ. Nhưng mà mình cố tình mình để cho nó trời mưa nếu nó vào luôn để mình xem thử là nuôi ở ngoài trời nó có bị cái gì không. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một ít đồ nha anh em, một ít đồ để mình tắm muối nó luôn. Đây mới mua sáng mình định tắm rồi nhưng nó hết muối nên bây giờ mình mới chuẩn bị. Bạn chuẩn bị cho mình muối nha. Cái xô này là cái xô 5 lít, xô sơn 5 lít, có để một chút nước cho mắt và một thau nước trắng, nước sạch đó. Đầu tiên thì các bạn bỏ cho mình muối, bỏ 2 nắm này cho mình. Các bạn cứ bỏ thì không có sợ gì hết cả. Nấm là cái kiểu như kiểu này thì nó mới tiệt được, còn mà các bạn cứ sợ nó chết là nó cứ cứ vậy thôi chứ nó không hết được, phải cho nó tan hết ra nha. Và các bạn nên nhớ là đây là mình chữa cho cá từ 1 tháng trở lên nha, 1 tháng trở lên nó to rồi thì nó chịu được, chứ còn mà cá từ mình nghĩ tầm cỡ 20 ngày trở xuống thì các bạn sẽ chữa kiểu khác. Nên sau này mình có cơ hội thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chữa cho các bạn này trước. Bao hết, bao nhanh luôn nha các bạn. Muối nó tan hết rồi. Bạn nhớ khách đây cho mình. Sau đó các bạn cho vào trong này này. Các bạn cho vào trong này thì các bạn để tầm cỡ 15 giây cho mình, 15 tới 20 giây. Khi nào mà nó quéo luôn. Đó các bạn nhìn này. Nó quéo người nó luôn, không có sẽ chết nha các bạn, nó chỉ bất tỉnh thôi chứ nó không chết được đâu. Cá sim này nó cũng lì lắm, cứ để cho nó thực sự là lâu một chút. Mười lăm tới 20 giây được, không ảnh hưởng gì. Sau khi mà các bạn đã để như đây như vậy rồi thì các bạn vớt ra nha. Nếu như mà các bạn mà chữa 1 2 câu thì các bạn có thể ma sát lên người nó này, ma sát lên người nó cho những cái nấm nó ra nha. Ok, mình nghĩ bạn đã đủ lâu rồi đó.
những cái câu mà nắm nặng á là nó đụng phát ra đi, nó quéo người liền, nó không còn sức để mà nó kháng cự nữa. Do mấy câu này là mấy con bị nắm nhẹ, nó bị nắm nhẹ nên mình thấy nó vẫn còn sức. Chứ bình thường mình chữa nắm mà nếu như mình nắm là nặng á, các bạn bỏ vào muối mình bạn kiểu như thế này á thì nó quéo liền luôn, nó quéo ngay lập tức. Nó không còn sức bơi bơi như kiểu mấy con này đâu. Đó, các bạn cứ bỏ vào đó thì chút nữa nó tỉnh nè, chút sau gì nó tỉnh nè. Ok, đợi mình lấy cái vật nhỏ đó, mình bóp tay thì nó hơi lâu, mình lấy cái vật kia để mình tắm muối cho nó nhanh nha. Ok, đây là cái vật nhỏ. Mà khi nào mà các bạn tắm muối xong thì những cái bài mà bị nấm á, bạn lạc hồ luôn nha. Bạn xúc hết nước, rửa muối, tất cả những cái đồ nào mà các bạn đụng vào cái bài cá này, các bạn rửa muối thật kỹ cho mình. Cần thiết thì phơi nắng luôn cũng được. Sau đó rồi mới nuôi lại nha các bạn. Để tránh cái trường hợp những cái bài sau nó mình nuôi nó bị nấm. Bạn cứ để đi, không có bị cái gì đâu. Dễ gì mà nó chết đâu. Mình tắm kỹ như thế này á để cho nó tiệt luôn, nó tiệt, nó không còn cũng nấm nào ở trên người nó luôn. Và bình thường mình tắm thì mình vẫn thấy ok là được, chứ mình không có ước lượng thời gian. Bất tỉnh một chút thôi, không sao đâu. Các bạn hãy nhớ nha, những cái bài cá mà nó dưới một tháng tuổi á, thì các bạn nên không không nên tắm tắm kiểu này nha. Tắm muối kiểu này thì nó đeo luôn đó, nó chết liền luôn đó. Và mình nghĩ những cái bài cá mà nếu như dưới 10 ngày thì vẫn chữa được nha, nhưng mà nếu như các bạn chữa thì sau này á đuôi vai nó cũng không có đẹp đâu. Sự đưa vai nó không có đẹp đâu. Nên những cái bài nào mà dưới 10 ngày bị nấm thì các bạn bỏ luôn được. Trừ khi những cái bài nào mà nó to rồi, mà những cái bài tâm huyết đó, thì các bạn nên sử dụng cách khác nha. Sau này mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Cho mình không có cái bài cá bột nào nấm nên mình không thể làm cho các bạn xem được. Đôi lúc mình nói các bạn không có hiểu được. Ok, và cái video của mình tới đây thôi. Còn bây giờ thì mình đi tách một ít cá của cái bầy cam Galaxy cho các bạn xem nha. Mình thấy có lột mấy con nó cũng khá độc. Nên mình tách ra để mình coi thử là có con nào để chơi được không. Ok nha các bạn. Đây là cái bầy cá mà mình thấy nó lột màu cũng khá là độc. Nên hôm nay mình tách thử vài con ra để coi thử có con nào đẹp không. Đây các bạn, nhìn giống kiểu như black blue á. Đây mình thích chơi là mình chơi thử nha. Trong này cũng có một con đen và một con trắng tai bờ đen. Những con này mình chỉ tìm những cái con nào mà có cái màu hơi độc độc là lạ chút là mình tách là mình chơi nha các bạn. Đây là những con mình đã tách ra. Mình làm mà cha với mẹ nó là cam Galaxy mà nó ra đủ thể loại hết. Con quỷ này thì giống con quỷ này nè, đen đen đây đây thì mình thấy nó lại giống con gấu trúc panda. Cũng có luôn black blue luôn các bạn, black black ring chứ phải là black blue. Có luôn Nemo luôn, không biết là quay test hay là Nemo nữa, do nó chưa lên màu nên mình không thấy. Rồi có cam luôn,
Mình là mình đặc biệt thích những cái con cá màu đen nha, cứ đen 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 là mình thích, y như con người của mình đó đó. Ok, đây là những cái con mà mình thấy nó sẽ có trong tương lai, nó sẽ lên màu nó lạ lẫm hơn, nên mình tách ra. Bài này mình sẽ lựa lại những con để làm giống, mình thấy cái bài này nó rất ok, màu mè nó rất nhiều sắc tố ở trong người, nên mình sẽ giữ lại mình vài con để mình làm giống tiếp. Và cái video của mình tới đây thôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha, xin chào và hẹn gặp lại.